Cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc Hyundai Accent mang biển số 15A32305 vừa về cửa hàng. Con này có màu sơn rất là đẹp luôn, màu đỏ mặn các bác nhá. Vâng, một chiếc xe Hyundai Accent 2012 với khối động cơ chỉ có 1.4 thôi. Máy eco, số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu và dòng xe này thì khá là bền lành. Form dáng xe thì đẹp và chiếc xe thì cũng được độ khá là nhiều rồi. Về các bác chỉ có việc đi thôi. Đầu tiên là hệ thống đèn LED thông minh này. Với công suất rất là cao khi mà các bác đi đêm, rất là yên tâm và an toàn. Tiếp theo mà màn hình Android ở phía trong xe, nội thất zin nguyên bản với loa súp bắp đầy đủ luôn các bác nhá. Vâng, với một chiếc xe mà đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023, nội thất ghế da còn zin nguyên và xe thì lăn bánh loanh quanh chục vạn. Thì đây cũng là một chiếc xe thực sự là rất là tốt cho gia đình. Với cái giá tầm chỉ loanh quanh từ 300 đến 400 thì mẫu xe Hyundai Accent cũng là một chiếc xe lựa chọn rất là lý tưởng, đặc biệt là thích hợp với những gia đình mà có những ai mà thích hợp với màu đỏ. Vâng, màu đỏ này thì mang lại sự may mắn, trẻ trung, tiết kiệm, khỏe, bền. Và các bác đi càng lâu thì nó sẽ an toàn cho túi tiền của các bác. Vâng, một chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A32305, xe vừa về cửa hàng đấy. Vâng, thế này là những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác xem chi tiết từng phần của xe. Với 4 bánh la răng đúc đấy, thể thao, phanh đĩa kết hợp cả ABS. Một chiếc xe Hyundai Accent bản đủ 2012. Và với cái dòng xe này thì cũng là một cái dòng xe mà được khá là nhiều người lựa chọn. Logo Hyundai Accent nổi bật luôn các bác này. Đấy, đấy, form dáng này, rồi các cái phần sơn cản ở phía dưới thì các bác nhìn ạ, đồng đều. Con này thì tỷ lệ sơn zin của nó chỉ còn 60% thôi nhá, vì xe cũng đã đi nhiều năm tháng rồi. Đèn gầm dưới thì chủ không độ mà để nguyên đèn nguyên bản, đó là đèn halogen 35W. Còn cản trước thì sạch sẽ không có lỗi lầm. Hệ thống đèn thông minh, đèn pha LED của xe thì công suất khá là cao, khả năng sáng tốt và bầu đèn thì vẫn còn sáng trong luôn. Đấy các bác nhìn này, tôn vỏ mỏng. Đấy, tôn rất mỏng luôn các bác nhá. Vâng, không có bả tỉa nên các bác yên tâm. Xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng ngập nước. Thế còn hệ thống đèn phụ với đèn tài là đều như nhau, đều là đèn zin, sơn xì đẹp, xe cứng. Với la răng đúc của chiếc xe thì con này sử dụng 4 quả là lốp Kingani, lốp 195/50 với la răng 16 inch. La răng của chiếc xe này là la răng 8 chấu và phanh đĩa 4 bánh luôn các bác nhá, rất là an toàn. Đấy, nói chung là về cái dòng xe này thì được cái là toàn sử dụng đồ nhập khẩu nên là chất xe thì khá là cứng. Cua lốp thì các bác nhìn này, cua lốp này. Đấy, cua lốp đẹp luôn này. Xe thì nói chung cũng đã được xì tút xì tát lại một chút rồi, để cho về các bác cứ việc đi thôi, không phải làm gì. Sơn xi đồng đều, xi nhan tích hợp trên tai gương và gương kính có cục xe báo rẽ đầy đủ, điện và nẹp chrome thì sáng bóng luôn. Đấy, các bác nhìn này, nẹp chrome này. Đấy, sáng bóng sang trọng. Tay nắm cửa cũng mạ chrome luôn nhá, là tôn cửa này. Đấy, các bác nghe tôn cửa đấy ạ. Vâng, và sơn của xe thì cũng khá là ok. Tôn cửa thì sơn zin, keo chỉ thì bao zin cho các bác luôn. Đấy các bác này, keo chỉ bao zin này. Đấy, ốc chưa ra, không thèm hạ, keo tappi này. Và đây là phần tappi da của xe. Đấy các bác này, dòng tappi rất là mềm, êm. Kính điện 4 cánh an toàn, nâng hạ bình thường. Em sẽ bật chìa khóa điện lên, sau đó thì ấn kính. Đấy, một chạm này các bác nhá, một chạm này. Bên kia cũng thế này. Đấy, một chiếc xe đời 2012 rất là hiện đại luôn. Các bác mua những cái dòng mới thì bây giờ nó cũng sẽ phải rơi vào tầm khoảng hơn 6 đồng. Thế nhưng mà tại Vũ Duy Ô Tô, những chiếc xe này thì bên em bán với cái giá chỉ có hơn 350 một chút thôi. Là cái đấy thì rất là rẻ so với thị trường. Đấy, ghế là ghế da zin. Đây các bác nhỉ, ghế da zin nó có rất nhiều lỗ thoáng lưng cho các bác. Khi mà các bác ngồi lâu thì các bác rất là yên tâm. Vô lăng của xe thì rất là sạch sẽ và có tích hợp các cái phím điều khiển ở trên này. Đấy, có tích hợp túi khí an toàn cho các bác nhé. Vâng, và màn hình của chiếc xe là màn hình Android. Đấy, tích hợp đa phương tiện, đầy đủ các chức năng hiện đại. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, màn hình này thì cũng tầm gần 4 triệu. Thế còn hệ thống điều hòa chỉnh cơ đơn giản. Đấy, cần số này. Và đặc biệt đây là phần chỉnh loa chắp bắp của xe. Đấy, âm thanh đổi nổi bật, sống động luôn. Và theo đồng hồ công tơ mét thì con này là lăn bánh được 9 vạn rưỡi này. Đấy, số tự động đầy đủ, hiện đại, tích hiển thị rất rõ ràng. Và tắp lô của xe thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, có cam hành trình cho các bác luôn. Đấy, cam hành trình này. Đấy, cam hành trình cho các bác. Đấy, và phần sàn của xe thì sàn da cao cấp, sàn rất là đẹp.
Đấy, sàn vẫn còn mới đẹp luôn. Con này thì em hôm kia mới rửa xong, thế đâm ra là nó hơi ẩm một chút đấy. Còn đâu là phần sàn dưới đây, ốc chưa ra, đấy, sơn si đồng đều, tất cả tem nhãn của xe còn rõ nét sắc nét luôn. Cửa đóng rất là chắc chắn này, tapi này, các bác nhìn này, đấy, tapi cánh này, đấy. Chỉ cánh thì không phải nghĩ nhá, mà chỉ cánh thì đã được dán thêm cái chống ồn cho các bác. Khi các bác đi những cái dòng xe này thì cái khả năng cách âm chống ồn rất tốt luôn. Đấy, nó không hề phồng phành. Thế còn phần ghế là các bác nhìn nội thất này, nội thất rất tươi luôn. Vâng. Hyundai Accent là một dòng xe mà được rất nhiều người tìm kiếm vì cái thiết kế của nó rất là đẹp, đặc biệt là cái máy số nó rất là tiết kiệm. Vâng, các bác mua những chiếc xe mới thì nó sẽ giá nó hơn khoảng hơn 600. Thế nhưng mà bây giờ một chiếc xe như thế này mà giá nó cũng nhỉnh một chút, nó giữ giá vô cùng cho các bác luôn. Đấy, thế này là các bác về các bác cứ việc đi thôi, chứ cũng không phải làm gì cả, không phải xì tút xì tát làm gì cả. Vâng, rất là đơn giản. Bên em thì có vận chuyển trên toàn quốc cho các bác nhá, kể cả những cái tỉnh xa thì đều vận chuyển hết. Đấy, còn cản phía đằng sau đây, đấy, các cái cảm biến lùi phía đằng sau này, đấy, cho các bác yên tâm. Đấy, các bác đi lại lùi rồi vào những cái chỗ chật hẹp thì các bác không phải lo cháy sức xe. Thế còn hệ thống đèn hậu của chiếc xe thì là chỉ sử dụng đèn bóng thôi, nhưng cái thiết kế nó ôm gọn cái phần góc này thì cũng khá là luật. Vâng, và nó tạo điểm nhấn cho xe. Thiết kế của Hyundai Accent cũng là một cái thiết kế mà được rất nhiều người sử dụng. Nhiều nhà sản xuất người ta đã phải bỏ ra rất nhiều số tiền lớn để tạo ra được những chiếc xe có thiết kế đẹp, để làm sao cho người tiêu dùng thực sự là sung sướng khi mà đi trên những chiếc xe đẹp. Và giá thì nó lại mềm. Vâng, Hyundai là một cái dòng xe, một thương hiệu xe nổi tiếng tại Hàn Quốc rồi. Thế nên là các bác đi những cái dòng này thì các bác cũng rất là yên tâm. Đồ nghề thay thế nó rất là đơn giản. Vâng, đồ thay thế cực kỳ đơn giản luôn đấy các bác nhá. Vâng, thế còn cốp thì mở rất nhẹ nhàng. Đây này các bác nhìn. Đấy, cốp sườn mở rất nhẹ nhàng. Keo chỉ này các bác nhìn này, đây đều là sơn zin, keo chỉ bao zin cho các bác luôn. Đấy, xe rất là đẹp, cứng rồi. Đấy, còn các cái phần này là các cái dây điện của camera lùi nhá, không vấn đề gì các bác. Thế còn đây, cái này là cái mặt táp lô thì đã được chủ cũ người ta mua thêm cái thảm này về. Thì các bác nào mà đi thì các bác có thể là cứ lấy cái này ra các bác dùng thôi, đồ của nó còn nguyên. Đấy, còn lốp sơ cua thì rất là đẹp này các bác nhìn này. Lốp sơ cua thì cũng đã hạ rồi nhưng mà lốp sơ cua khá là đẹp luôn. Đấy, đồ này đây các bác nhìn này, sàn sau đấy không hề có lỗi lầm gì luôn. Vâng, rất cứng xe. Đấy, xe thì không có đâm đụng gì cả, bao cam kết cho các bác là zin cả xe luôn. Vâng, không có đâm đụng này, không ngập nước này, không phạt nguội này. Đấy, máy số thì chạy cực lành và zin nhá, máy vẫn còn zin. Đấy, và các bác nhìn này, đấy, phần trên này, đấy, vâng, rất rõ ràng và sắc nét luôn. Một chiếc xe thiết kế rất là hài hòa, đấy, nhẹ nhàng, trông thì rất nhẹ nhàng thôi, nhưng form rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, ngay cả cái phần hậu sau cũng vậy ạ. Lốp bên này thì cũng là lốp Kingery, lốp 195/50 vành 16 đấy ạ. Và lốp này 2019 các bác nhá, 4 quả 2019 với phanh đĩa an toàn, lốp dày, càng đét luôn. Này, lốp mới các bác nhìn, đánh lốp mới cực luôn. Đấy, các bác nhìn ạ, mà lốp dày như mới luôn. Đấy, tôn rất dày, tôn chắc chắn luôn. Đấy, và nẹp chrome mạ trên để tránh mưa, vè mưa này. Rồi dưới thì người ta không nẹp, nhưng các bác nào thích thì các bác có thể lẹp ở trên này. Đấy, với tay nắm cửa mạ chrome trên cái tông này màu đỏ thì phải nói thực sự là xe là quá sang trọng luôn. Nó còn phần cánh sau đây, chỉ này các bác nhìn. Đấy, cánh sau chỉ còn zin này. Đấy, ốc chưa ra này. Tapi này. Đấy, tapi da xịn sò. Đấy, nội thất thì rồi, nội thất zin rồi. Nội thất nguyên bản, ghế nguyên bản. Có rất nhiều lỗ thoáng lưng cho các bác. Những ai mà hay đi xa thì các bác ngồi những cái dòng xe này các bác rất là yên tâm, không phải lo lắng đến chuyện nóng bức. Đấy, thế còn trần của xe thì được bọc ni lông hết, và các bác cứ việc đi thôi. Đấy, không phải làm gì. Sàn thì khá là đẹp. Đấy, các bác nhìn sàn này rất đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Vâng, dòng này rất là bền, đặc biệt là máy của nó lại là máy eco, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, bền lành. Đấy, bên này cũng thế đây. Đấy, các bác nhìn này. Đó, vâng, và ghế này, nội thất này, nội thất khá là tươi. Vâng, có túi khí an toàn cho cả người phụ lẫn người lái. Đấy, màn hình hiển thị cần số rõ ràng, xe đẹp và cứng luôn. Đấy, và con này thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 các bác nhá, cả phí đường bộ cũng vậy ạ.
Bây giờ thì em sẽ để nổ chiếc xe cho các bác cùng nghe tiếng máy. Con này được cái máy rất là êm. Vâng, lại máy eco nữa. Các bác có thể để ý cho bàn đạp chân phanh chân ga này. Vâng, nó vẫn còn rất là mới. Vâng, chủ người ta sử dụng ít đi ít. Thế nên là cái bàn đạp này nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy, bên này em thấy này. Đấy, máy khá là êm. Đấy các bác nhá. Động cơ máy tua chỉ 800 vòng phút thôi. Nhưng máy rất là êm luôn. Đấy. Tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và em sẽ ra phần nắp cabo để cho các bác cùng xem khoang máy. Chiếc xe này thì cũng đã được dọn dẹp rồi. Với khoang máy của chiếc xe động cơ 1.4 ăn xăng rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Là máy số còn zin các bác nhá. Máy số zin, ốc chưa tháo mở. Kể cả nắp dàn cò hay là nắp dưới đều ấy. Còn cái mặt trên này thì khó ra một chút này. Cái mặt này này. Còn cái phần dưới nắp này là chưa nhá các bác nhá. Đấy. Các bác có thể nghe tiếng máy rất là êm. Đấy. Máy số êm luôn. À, không hề có hơi thừa. À, em mở này. Đấy, động cơ máy 1.4. Đấy, máy rất là êm. Đấy. Và cái thời điểm buổi trưa nắng này thì quay review xe thì rất là tốt vì là cái chức năng đây các bác này, dầu nó vàng óng này. Đấy, về các bác không phải làm gì nhá. Dầu này thì các bác cứ đi thôi. Không phải nghĩ ngợi gì, không phải làm gì cả. Đấy. Sơn si sạch sẽ, bóng căng. Đấy, và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Cụm phanh ABS trên xe. Và con này thì trợ lái điện nha các bác nhá. Sử dụng lái điện này. Đấy, các bác nhìn ạ, bầu lái điện ở dưới này. Đấy. Vâng, một chiếc xe sử dụng trợ lái điện cao cấp. Đấy, và đây là dầu hộp số thì cũng rất là ngon. Dầu số này các bác này. Đấy, dầu mỡ đầy đủ. Nói chung là về chất xe thì khỏi phải bàn luôn. Máy rất là khô êm. Và bao cam kết các bác là không có đâm đúc. Đây các bác nhìn đầu, đầu còn ngon nguyên này. Và thật sự phải nói là máy quá êm luôn đấy các bác nhá. Thế còn ắc quy mới thay thôi, 2020 ắc quy Atlas mới. Phần đầu răng của xe thì các bác nhìn ạ. Vâng, đầu răng còn nguyên gân, nguyên cốt, còn nguyên luôn. Tai đèn không có gãy vỡ, không có chỉnh sửa một chút nào cả. Còn đâu các cái phần đầu sườn đây thì không nói nhá. Vâng, răng đầu này các bác nhìn này. Vâng, nét căng luôn. Một chiếc xe bao zin cho các bác. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Di Ô Tô đang bán được cái giá thì 358 triệu đồng thôi. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác hãy qua với Vũ Di Ô Tô xem xe và trải nghiệm. Và cũng cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Di Ô Tô trong suốt thời gian dài vừa qua. Đấy. Một chiếc xe Hyundai Accent máy eco, đấy, trợ lái điện, xe ngon, máy khỏe. Đấy, bảo dưỡng đầy đủ, định kỳ thường xuyên. Và xe rất là luật luôn. Đang có mặt tại em Vũ Di Ô Tô với mức giá cũng rất là vừa phải với gia đình. Và nói chung là bác mua một con i10 hay là một chiếc xe Morning ấy, thì cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm 280-300. Thế nhưng mà với một chiếc xe mà được chất như thế này, đấy, rộng rãi như thế này, khoa hai đầu, một mẫu xe hai đầu nhập khẩu, thì đây là một lựa chọn cực kỳ tốt cho các bác. Xin chào, tạm biệt, cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời hơn tại Vũ Duy Ô Tô. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.